chúc quý bạn và các vị một ngày tốt lành. Rất nhiều người được sống bình an và hạnh phúc hơn nhờ thực hành theo những lời giăng dạy của Chúa. Và một trong nhiều lời giăng dạy ấy thì câu nói cuối cùng của Chúa khi bị đóng đinh trên cây thập tự giá đã ảnh hưởng đến tôi nhiều nhất. Nó làm thay đổi cách tôi hành động mỗi khi gặp chuyện bất bình không như mong muốn. Từ đó tôi cũng được sống thư thái và bình an hơn. Và đây là câu nói cuối cùng của Chúa khi bị đóng đinh trên cây thập tự giá là: Xin Cha hãy tha thứ cho những người ấy, vì họ không hề biết là họ đang làm gì. Nhưng giả sử như lúc đó Chúa lại than rằng: Ta có tội tình chi mà các ngươi hành hạ ta như này? Hay Chúa bảo là: Ta đã giúp bao nhiêu người bớt khổ, sống hạnh phúc hơn mà sao các ngươi nỡ đối xử tệ bạc với ta như này, không sợ bị quả báo sao? Nếu Ngài nói thế, ắt hẳn sự đau đớn của Ngài sẽ tăng lên gấp bội. Nhưng không, Ngài đã chọn cách cầu xin sự tha thứ cho người khác và chắc chắn sự đau đớn của Ngài đã được giảm đi rất nhiều. Vâng, chúng ta khó có thể yêu thương được người đã đối xử không tốt với chúng ta. Nhưng chúng ta hãy vì chính mình mà học theo cách của Chúa. Cuối cùng đời sống thú vị, xin chúc quý bạn và các vị được bình an là hạnh phúc. Cảm ơn quý bạn và các vị đã xem đến hết video này ạ. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh.